non cao xương chân qua bao đời, nay biển dòng mau thấm trùng khơi, để hôm nay để bao người được sống trong tự do. Tự do, tự do. Chương trình đọc sách hải ngoại xin giới thiệu và gửi đến quý khán thính giả trích đoạn hoặc toàn bộ nội dung của các tác phẩm đã được viết, dịch hay xuất bản nơi hải ngoại. Nhóm thực hiện ước mong sẽ đón nhận sự ủng hộ, hưởng ứng, góp ý và tiếp tay của quý khán thính giả khắp nơi. Xin chân thành cảm tạ. Nhóm Hoài Hương. Sau đây, mời quý vị theo dõi quyển sách Ngàn giọt lệ rơi của tác giả Dung Cro, Đặng Mỹ Dung. Kính thưa quý thính giả, sau đây là lời giới thiệu của Griffin B. Bell, nguyên Bộ trưởng Tư pháp thời Tổng thống Carter. Hơn 20 năm sau, khi Hoa Kỳ rút các lực lượng quân sự khỏi Việt Nam, người Mỹ vẫn còn trăn trở với niềm đau và sự mất mát hậu quả của trận chiến đầy chia rẽ này. Ngày ngày, từng đám đông tụ tập trước bức tường cẩm thạch đen ở Washington, D.C. để tưởng nhớ gần 60.000 quân nhân Mỹ đã vĩnh viễn ra đi trong cuộc xung đột. Những phim ăn khách như Forrest Gump nhắc nhở chúng ta hậu quả đẫm máu về vật chất và tinh thần của cuộc chiến. Hài cốt của người Mỹ mất tích bị trao trả một cách chậm chạp nên đầy đau thương, mang sự kết thúc cho một ít gia đình, trong khi bao gia đình khác tiếp tục khắc khoải ngóng trông. Cả nước tranh cãi, hoan nghênh lẫn chống đối, nhèn nhúm khi McNamara đánh giá lại việc Hoa Kỳ can thiệp bằng quân sự tại Đông Nam Á. Những bài diễn văn nảy lửa làm lay động sàn nhà quốc hội khi Tổng thống khai thông quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Cơn bình phục tình cảm của cả nước còn bị lòng trắc ẩn đối với một dân tộc vốn không phải là kẻ thù, làm thêm phức tạp. Hình ảnh của những gia đình Việt Nam chạy khỏi xóm thôn bốc cháy, những trận mưa bom lửa tưới xuống ruộng đồng và những gia đình bị ly tán vì cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn còn mãi trong tâm trí chúng ta như mới xảy ra. Từ bối cảnh khủng khiếp đầy ác mộng đó, giờ đây hiện lên câu chuyện thật của một cá nhân về danh dự và lòng dũng cảm, như một minh chứng cho tâm thức nhân loại. Trong Ngàn giọt lệ rơi, Dung Cro, con gái của đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Liên Xô, trung thành với Hồ Chí Minh và là cháu ngoại của một người yêu nước miền Nam Việt Nam, được dạy dỗ và nuôi dưỡng trong niềm tin dân chủ, đã kể lại cái tài khoản cá nhân của đời mình giữa lằn đạn dọc ngang. Mỹ Dung lớn lên trọn trong lòng của cuộc chiến, và trong khi người cha không hiện diện, Mỹ Dung đã thấm đẫm lý tưởng tự do và dân chủ. Mỹ Dung kết hôn với một sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ và sang Mỹ, mang theo những gì đã học được từ gia đình khác biệt của mình. Trong thời gian nhậm chức Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, tôi được biết Mỹ Dung như là một đóng góp quý báu trong cộng đồng tình báo chúng ta, khi cô hoạt động cho cơ quan tình báo trung ương. Tình yêu nước Mỹ đã dẫn dắt cô trở thành nhân chứng then chốt trong vụ án gián điệp mang tên Con rồng kỳ diệu, Magic Dragon, mà cô biết chắc chắn sẽ đặt cô và đứa con trai nhỏ của cô trước vô cùng hiểm nguy. Dung Cro đúng là một công dân Mỹ vĩ đại.
tôi nhiệt liệt tán thưởng sự nghiệp của cô đối với nước ta. Và tôi vui mừng thấy câu chuyện của người phụ nữ xuất sắc này cuối cùng đã được để cho mọi người cùng đọc và biết đến. Hy vọng của tôi là cuốn sách này sẽ đóng góp vào quá trình hàn gắn vết thương và siết chặt tình cảm ở đất nước này và ở Việt Nam. Griffin Boyett Bell, cựu Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, tháng 10 năm 1995. Chương 34. Như trời đã sắp xếp trước, khi tôi trở về Hawaii một ngày thì John phải đi công tác 2 tuần. Nhờ vậy tôi có nhiều thời giờ nói chuyện với má tôi về chuyến đi gặp ba tôi ở Tokyo. Má tôi thì nóng lòng nghe chuyện về người chồng đã xa cách hơn 20 năm. Còn tôi thì chỉ muốn kể cho nhanh, cho hết, trước khi tôi quên đi những chi tiết lạc vặt. Các chị và em tôi cũng muốn nghe, muốn biết về ba. Vì vậy tôi cứ phải nói đi nói lại. Người muốn biết thêm chi tiết chuyện này, người lại thắc mắc tại sao thế này hoặc thế kia. Tôi đưa cho má tôi lá thư của ba tôi, bà cầm rồi đi vào phòng riêng. Các em tôi tò mò hỏi, ba viết gì cho má? Làm sao tôi biết được? Chị em tôi chỉ lo ba tôi trách má sao lại bỏ đi trước khi ba về Sài Gòn. Tôi cũng giải cho ba tôi không trách má tôi đã để cho con gái lấy chồng đế quốc Mỹ. Khi má tôi mở cửa bước ra gặp chúng tôi, ai cũng chăm chú nhìn bà, chờ xem phản ứng. Nhưng má tôi không có vẻ xúc động mấy, và cũng không có vẻ giận hờn, chỉ hơi buồn một chút thôi. Vì sống lâu bên cạnh má, tôi hiểu rõ nỗi buồn này, buồn pha chút thất vọng. Khi tôi nghỉ học để làm cho phòng 5 quân đoàn 4, má tôi buồn. Khi tôi lãnh số lương đầu tiên đưa về cho má, bà cất 3.000 đồng vào hộp tủ máy may mà mặt buồn hiu. Khi chúng tôi tiễn Hải Vân lên Sài Gòn ở với chị Kim, chị Cương để đi học, tránh bị dụ dỗ theo Việt Cộng, má cũng buồn héo hắt. Má biểu chúng tôi đến ngồi gần quanh má để nghe thơ ba. Chị Cương mới nghe nửa chừng đã ôm mặt khóc nức nở. Tôi thì không khóc, nhưng tim thắt lại như bị ai bóp nghẹn. Đọc xong, má xếp lại như cũ, đưa cho chị Cương. Chị chạy vội về phòng riêng để đọc. Rất lâu sau chị mới trở ra, hai mắt đỏ hoe. Rồi tới lượt Hòa Bình và Minh Tâm. Tôi không đọc ngay tại chỗ mà đem thơ về nhà. Thơ ba làm chúng tôi khóc, mà cũng làm chúng tôi cười khi ba nhắc tới thói hư tật xấu của từng đứa con. Anh Khôi thì lúc nào cũng lo bị thất học vì cứ phải chui rút trong vùng giải phóng, khỉ ho cò gái. Hai chị Kim và Cương chỉ mơ ước được sống ở nơi thành thị có nhiều tiện nghi. Hải Vân rất thông minh, còn Hòa Bình hay nhõng nhẽo. Bà cũng không quên cái tật tôi thường bỏ mứa khi ăn cơm. Khi chúng tôi họp nhau để bàn chuyện đi Paris của má, ai cũng biết chuyến đi này có nhiều khó khăn cho má, vì má có quá nhiều hành lý nặng trĩu trên đôi vai gầy. Hơn 20 năm xa cách chồng, để một mình nuôi dạy đàn con nhỏ, má đã gánh vác bổn phận làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm bạn với chúng tôi, trong khi ba đi theo tiếng gọi của núi sông, của lý tưởng mơ hồ. Chị em chúng tôi không ai dám hỏi thẳng má, chỉ đoán thầm với nhau là có thể má sẽ trở về Việt Nam với ba. Thiệt ra theo chúng tôi, nếu má chịu về Việt Nam thì nguyên nhân chính là má muốn gặp lại anh Khôi. Chị Cương và tôi biết má đang đứng trước một sự lựa chọn quá khó khăn, tế nhị. Để má dễ dàng trong việc lựa chọn ấy, chúng tôi đã cho má rõ là trong suốt 20 năm qua,
má đã sống và đã cống hiến hết tuổi trẻ cho các con nhiều rồi. Bây giờ là lúc má hãy nghĩ đến má, đến bản thân má. Chúng tôi nói như vậy không phải để làm vui lòng hoặc trấn an má, nhưng thực tế đã đúng như vậy. Má tôi đã dành trọn tuổi trẻ và tình thương của má cho đàn con. Bà đã cho chúng tôi mái ấm gia đình, cơm no, áo ấm. Bà đã không bỏ rơi một đứa nào trong chúng tôi. Có những người bạn giàu có của má hiếm muộn muốn sinh một hai đứa làm con nuôi với hảo ý làm nhẹ bớt gánh nặng trên vai má tôi. Nhưng bà cương quyết từ chối, ôm chặt chúng tôi vào lòng. Dù có những lúc khó khăn, thiếu thốn, bà dạy dỗ chúng tôi không bằng roi vọt hay những lời trách mắng nặng nề, mà bằng những lời khuyên răn và làm gương tốt cho chúng tôi noi theo. Ngay cả vấn đề tôn giáo, má cũng không cấm đoán hay ép buộc. Hai chị tôi muốn theo đạo Thiên Chúa, má khuyên hai chị nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định. Theo một đạo mới, má khuyên, không giản dị như chạy theo thời trang, thay đổi một kiểu tóc, một cái áo dài, hay mua một đôi giày kiểu mới. Chừng nào thật lòng tin ở Đức Chúa Trời thì hãy vô đạo. Hai chị tôi vâng lời, cuối cùng xin được rửa tội. Hai chị đã trở thành con chiên của Chúa và suốt đời giữ đạo. Chị Khương và tôi biết má không mạo hiểm gì mà trở về Việt Nam khi vừa mới thoát nạn, nhưng có thể vì bà nhớ đứa con đầu lòng xa cách 20 năm dài mà đổi ý để được gặp anh Khôi. Hiểu tâm trạng của má như vậy, chị Cương cấm các em không được ngăn cản má. Chúng tôi còn hứa với má sẽ lo lắng, đùm bọc minh tâm suốt đời. Sở Ngoại Kiều ở Honolulu cho chúng tôi biết phải mất chừng 4 tuần lễ mới lấy được giấy thông hành cho má tôi, Refugee Travel Document. Trong khi đó, ba tôi không thể chờ đợi 4 tuần ở Paris được. Muốn được việc, tôi phải tìm tay trong giúp đỡ thì mai ra mới kịp. Tôi chợt nhớ tới viên sĩ quan làm việc cho Sở Ngoại Kiều mà tôi đã gặp khi tôi tình nguyện giúp người tị nạn ở phi trường Honolulu. Ông vui vẻ nhận lời, nên chỉ 2 tuần sau má tôi có giấy thông hành đi Paris. Sau khi được thông hành, tôi đưa má tôi tới tòa lãnh sự Pháp ở Honolulu để xin chiếu kháng. Một bà đầm già xem đơn xong hỏi bằng tiếng Pháp, Việt Nam phải không? Tôi hơi bực mình vì giọng nói sách mé của bà. Tôi nghĩ rằng bà cũng như nhiều người Pháp khác thường có mặc cảm tự tôn đối với người Việt Nam. Hình như họ vẫn tự coi là kẻ cai trị dân Việt. Tôi chưa kịp trả lời thì bà lại hỏi thêm, cũng bằng tiếng Pháp. Có phải là thường trú nhân hợp pháp của Mỹ không? Tôi vội trả lời bằng tiếng Anh. Tôi không biết tiếng Pháp. Bà tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi bằng tiếng Anh. Cô là người Việt Nam mà không nói được tiếng Pháp? Tôi nhìn thẳng mặt bà trả lời một cách thách thức. Tôi là người Việt Nam, nhưng tôi không bị người Pháp cai trị. Bà hơi giật mình, dịu dàng. Cô ơi, cô không cần phải chua chát như vậy. Bà nói đúng, tôi không nên chua chát khi đang cần họ giúp đỡ. Nhưng lúc đó bỗng tôi nhớ tới những chuyện Tây ăn hiếp người dân mình do má tôi kể lại. Bà đầm bình tĩnh đọc đơn của má tôi, rồi cho biết má tôi cần 2 người ở Pháp bảo trợ và giấy chiếu kháng sẽ được chấp thuận từ 4 đến 6 tuần. 2 người bảo trợ thì không khó, vì má tôi cho biết có thể nhờ vợ chồng Cúc, bác sĩ, ở Paris. Vợ chồng này là con của bạn ba má tôi. Người thứ 2 cũng là con của bạn má tôi. Nhưng cái thời hạn thì quá dài. Tôi phải tìm cách rút ngắn lại. Thoạt tiên, tôi nghĩ đến tòa đại sứ của mặt trận giải phóng miền Nam ở Paris. Không biết họ có thể móc nối với một thằng Tây mẹ đầm nào khuynh tả trong Bộ Ngoại giao Pháp không? Tôi viết thơ cho ba tôi về vấn đề này
hy vọng ba tôi có thể giải quyết nhanh chóng để gặp má tôi. Rồi tôi nghĩ đến Rob Hall, nhân viên của CIA. Nhưng Rob cho biết tức khắc là việc này ngoài tầm tay của CIA. Tôi nói trong bụng, vậy mà người ta tưởng mấy anh đi trên nước, bước trên lửa. Bối rối trước nhiều bức tường, tôi chợt nhớ tới một nhân viên tòa đại sứ của mặt trận giải phóng miền Nam ở Paris, tên là Phan Thanh Nam. Hồi tôi sang Tokyo, ba tôi cho biết nếu cần giúp đỡ gì khi ba tôi chưa tới Paris, có thể liên lạc với ông ta và kêu ông bằng chú. Thế là tôi vội gọi cho Nam ngay. Chú Nam hứa sẽ nhờ một người bạn thân lo ngay việc này cho má tôi. Chỉ mới 2 tuần và 4 ngày sau ngày nộp đơn ở tòa lãnh sự Pháp, bà Đầm gọi điện thoại báo cho chúng tôi biết là má tôi đã có giấy chiếu kháng. Khi chúng tôi đến tòa lãnh sự, bà Đầm tỏ vẻ rất ngạc nhiên vì sự nhanh chóng khác thường. Bà đoán là chúng tôi phải quen biết nhiều người trong Bộ Ngoại giao Pháp. Tôi nửa đùa, nửa thật nói, bây giờ tới phiên người Pháp phục vụ chúng tôi, bà ơi. Bà Đầm thắc mắc nhìn má tôi rồi chúc bon voyage. John và tôi quyết định để Lance ở nhà với John vì chúng tôi không muốn dạy con nói dối. Lời nói trung thực của một đứa bé lên năm có thể gây mâu thuẫn giữa người lớn. Chúng tôi gửi con cho bà vợ một sĩ quan cùng phi đoàn với anh. Buổi chiều đi làm về, John sẽ đón Lance về nhà. John còn định xin nghỉ một tuần để hai cha con đi cắm trại. Tôi yên tâm để đi với má tôi sang Paris. Khi tôi báo cho Rob Hall biết tin này qua điện thoại, ông giữ im lặng một lúc khá lâu. Không biết có phải ông giật mình vì sự việc xảy ra nhanh chóng hơn dự tính của CIA, mà cũng có thể ông ngạc nhiên vì tài tháo vát của người gián điệp mới này. Nhưng chỉ vài phút sau, tôi hiểu rằng Rob không ủng hộ chuyến đi này, vì lỡ má tôi theo ba tôi về Việt Nam thì sao? CIA đã góp công vào việc đưa má và hai em tôi sang Mỹ để bảo vệ an ninh tánh mạng cho bà mới cách đó không đầy 5 tháng. Ông đề nghị chúng tôi ghé Washington DC trước khi chúng tôi lên đường sang Pháp. Tôi thắc mắc hỏi tại sao, thì ông cho biết chúng tôi cần bàn một vài chuyện quan trọng trước khi gia đình cô gặp ba cô lần này. Trước khi lên đường, tôi viết cho Rob một bức thơ cảnh cáo ông không được xâm phạm tự do riêng của má tôi. Nếu bà quyết định về Việt Nam với ba tôi thì không nên ngăn cản, không nên hù má tôi. Chúng tôi biết rằng nếu má tôi quyết định về Việt Nam thì phần lớn là bà muốn gặp anh Khôi. Nhiều lần nói chuyện, nhắc đến anh, bà không cầm được nước mắt. 3 ngày ở Washington DC là thời gian dài vô tận đối với má tôi. Bà tâm sự với tôi, trong thâm tâm má muốn về với ba của con lắm, nhưng quyết định của má còn tùy thuộc vào chính sách của cái chính phủ của ba con. Má muốn biết tụi Bắc Kỳ Hà Nội đối xử với người Nam mình ra sao. Má không tin lời báo chí của phe quốc gia, mà cũng không tin luôn cái miệng chống cộng của tụi con. Người má tin nhất là ba con. Chắc chắn ba sẽ không gạt má kỳ này. Vậy tụi con cứ yên tâm. Rob Hall đưa tôi đến nông trại để gặp sếp lớn của CIA. Nông trại là tên lóng gọi trụ sở bí mật của trùm CIA, Jerry Parker. Trên đường tới nông trại, Rob cho biết ông trùm muốn gặp tôi để chào đón tôi mới gia nhập công ty. Nhưng khi ngồi nói chuyện với ông Parker, tôi biết rằng con mồi mà CIA muốn nhắm là anh Khôi của tôi. Anh tôi đã từng học ở Hà Nội, Bắc Kinh và Liên Xô. Anh tốt nghiệp với bằng kỹ sư tên lửa. Nhưng dù là con một nhà cách mạng, anh lại có tâm hồn phóng khoáng, thầm mơ ước cuộc sống tự do bên cạnh mẹ và các em của anh.
vì vậy anh không phải là đảng viên cộng sản. Khi thấy Jerry Parker quan tâm nhiều đến anh Khôi, tôi phải thận trọng, dè dặt khi trả lời những câu hỏi về cá nhân anh. Ông muốn anh ở lại Việt Nam vài năm, làm việc cho CIA, rồi họ tìm cách đưa anh ra khỏi nước. Đã 20 năm nay, kể từ ngày ba tôi đi tập kết, tôi phải lăn xả vào đời để giành một chỗ đứng danh dự. Tôi chỉ tin có má tôi và chính tôi thôi. Vì vậy, lời hứa của ông Parker tôi bỏ ngoài tai, không tin mà cũng không giận hờn. Tôi thầm nhắc nhở mình rằng CIA đã có nhiều kinh nghiệm về Việt Nam. Họ đã từng đi dài, đi guốc, đi cả dép râu trên quê hương tôi. Mỹ đã từng đem tàu há mồm đến Hải Phòng, đưa người Bắc di cư vào Nam cho tới ngày ông đại sứ Martin ôm lá cờ Mỹ chạy. Trong khi đó, tôi chỉ mới biết CIA không đầy 3 tháng. 3 tháng là 100 ngày, một thời gian quá ngắn ngủi, chỉ như một giấc chiêm bao. Khi tôi bắt đầu làm việc cho CIA, người ta đã bắt tôi ký một văn kiện có nhiều quy luật. Nhưng đối với tôi, quy luật nào tôi cũng theo được hết, miễn không làm điều gì hại đến ba tôi. Dù tôi vẫn biết ba tôi luôn luôn trung thành với đất nước, mà đất nước tức là đảng. Nhưng đối với anh Khôi thì khác. Anh như con cá mắc cạn, con chim bị nhốt trong lồng. Anh khao khát tự do như một người bình thường khác. Tôi không ngần ngại tìm cách giúp anh thoát khỏi cái nhà tù khổng lồ đó. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ hát em nghe những câu hò, kể em nghe một thời gian khó, người bỏ mang mình trên biển khơi. Người ra đi tìm sóng cuối chân trời, người lặng lẽ sông kiếp nổi trôi, sông im hơi, sông mỏi mòn trên chính quê hương mình. Rồi mai cường sông chết cho Việt Nam. Việt Nam ôi hai tiếng yêu, ta luôn khắc ghi trong lòng từ ngày thơ. Việt Nam ôi tổ quốc yên ngang, qua bao chiến tranh bao tàn, người dân Nam nuôi chí hùng bảo vệ giang sơn. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ dắt nhau thăm những núi đồi, từ thịt xương bao người nằm xuống để thành hình đất nước xinh tươi. Này non cao xương chất qua bao đời, này biển rộng màu thắm trùng khơi, để hôm nay để bao người được sống trong tự do. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ hát em nghe những câu hò, kể em nghe một thời gian khó, người bỏ mang mình trên biển khơi.
người ra đi tìm sóng vui chân trời, người lặng lẽ sông kiếp nổi trôi, sông im hơi, sông mòi mòn trên chính quê hương mình. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ hát nhau nghe những câu hò, kể nhau nghe một đời gian khó, người vì người xây đắp núi rừng. Dù trong gai cây đắng không sờn lòng, dù bạo quyền đàn áp với thùng gông, vẫn hiên ngang, vẫn quất cường sông chết cho Việt Nam. Việt Nam ôi hai tiếng thiêng liêng, ta luôn khắc ghi trong lòng từ ngày thơ. Việt Nam ôi tổ quốc thiêng liêng, qua bao chiến tranh bao tàn, người dân Nam nuôi chí hùng bảo vệ giang sơn. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ dắt nhau thăm những núi đồi, từ thịt xương bao người nằm xuống để thành hình đất nước xinh tươi. Này non cao xương chất qua bao đời, này biển rộng màu thắm trùng khơi, để hôm nay để bao người được sống trong tự do.